Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thiên Đường Thú Cưng. Thì hôm nay là một cái video nhỏ nhỏ vui vui về Hunter thôi. Hunter các bạn cũng thấy là rất là đáng yêu và dễ thương. Thì ở Việt Nam hay là ở thế giới thì rất là nhiều bạn đang tìm nuôi. Thay vì nuôi bé chó hay bé mèo thì Hunter lại rất là đơn giản. Và các bạn cùng mình tìm hiểu xem vì sao mà bé Hunter lại thu hút được nhiều người nuôi như vậy nha. Đầu tiên, đó chính là bé Hunter của mình là một loài động vật ngủ ngày và cày đêm. Thì vì là một loài động vật cảm nhắm về đêm á, cho nên là các bé vào ban ngày á thường ngủ là nhiều. Cho nên là nhiều bạn hay hỏi mình là chị ơi sao bé Hunter ngủ nhiều quá, không thấy bé chơi gì hết. Thì ban ngày các bé sẽ ngủ từ 12 đến 14 tiếng rồi các bạn. Và các bé Hunter mình sẽ hoạt động về đêm, chơi đùa hay ăn uống gì. Cho nên là có thể là nếu các bạn để ý á, buổi tối các bạn sẽ nghe những âm thanh sọt sạt sạt thì do các bé Hunter của mình gây ra tiếng động đó, là do các bé mình hoạt động về đêm các bạn. Thứ hai đó chính là các bé Hunter của chúng ta là một loài động vật cực kỳ ăn tạp. Ở những video trước á, các bạn cũng thấy là mình có giới thiệu qua rất là nhiều thức ăn dặm cho Hunter. Thì không phải là người bán hay là họ muốn vẽ vời gì về những cái loại thức ăn này để mà bán đâu. Thật sự là đây là những loài động vật, những loài mà Hunter hay ăn á các bạn. Những cái loại ngũ cốc hay là rau củ sấy, những cái loại mà giống như là đậu á, các bé rất thích ăn. Nhưng không đồng nghĩa với việc là các bạn có thể cho ăn đủ thứ trên đời. Có những cái lưu ý mình đã từng nói rồi, thì những cái thức ăn sống, những cái trái cây tươi sống, ví dụ như là dưa hấu, đu đủ, thì các bạn không nên cho quá nhiều, mà nên chuẩn bị những thức ăn đó dưới dạng sấy khô để các bé mình có thể hấp thu tốt và không bị tiêu chảy. Thú vị thứ ba đó chính là Hunter có thể đẻ cực kỳ nhiều. Thì một vòng đời của bé có thể đẻ trên dưới 10 lần rồi các bạn. Và số lượng mỗi lần có thể đẻ là 7-8 bé, có thể lên số lượng là 17 bé đó có những baby. Thì các bạn có thể đếm được tổng cộng cả vòng đời có thể sinh sản được bao nhiêu chưa? Cực kỳ nhiều đúng không? Cho nên là nếu như mà chơi Hunter thì các bạn nên chuẩn bị tinh thần với việc là sẽ phải đón nhận rất là nhiều thành viên mới. Một thú vị thứ tư đó chính là không phải các bé Hunter nào cũng đều nhỏ nhắn xinh xắn đâu. Có những loài Hunter với kích thước rất là lớn các bạn. Như giống như các bạn có thấy là Hunter Bear là kích thước là từ 8-12 cm rồi, và có những dòng lớn hơn nữa. Cho nên là nếu như mà các bạn chơi Hunter, các bạn có thể lên search trên Google để mà tìm hiểu thêm những cái dòng đó xem là các bạn có yêu thích hay không nha. Thứ vị thứ năm đó chính là mặc dù là Hunter chúng ta có rất là nhiều dòng khác nhau, nhưng mà chỉ có 4 dòng là có thể nhận nuôi tại gia đình như một thú cưng, đó chính là Camel, Hunter, Deer và Robo. Thì 4 dòng này mình đã có nên nói đi nói lại rất là nhiều trong những video rồi, thì các bạn cũng có thể lên Google để search để tìm hiểu về những bé này ha. Thú vị thứ sáu đó chính là Hunter Bear có khả năng chịu đựng cao với chất cồn như rượu. Nói điều này không có nghĩa là các bạn có thể cho các bé mình uống rượu đâu, mà chính là vì các bé Hunter Bear thường thường sẽ giấu thức ăn trong má rất là lâu, và để đó có thể là lên men rồi mới ăn được. Thì cho nên là mình mới nói là có thể chịu đựng cao với chất cồn như vậy, chứ không phải là các bạn có thể cho các bé mình uống rượu được nha. Thú vị thứ bảy đó chính là các bé Hunter mình rất thích chơi bơi chạy, hay còn gọi là các bánh xe chạy á. Cho nên là nếu như mà các bạn nuôi, các bạn nhớ trang bị một cái quay chạy trong chuồng, nhưng không đồng nghĩa với việc là các bạn mua mà không chọn lọc. Thì thường thường đối với những bé mà Hunter, Winter hoặc là Campbell hay là Robo thì kích thước phù hợp cho một cái quay chạy là 12-18 cm. Còn với baby thì tìm những cái quay lớn hơn. Và có một cái quay mà mình không khuyến khích chơi đó chính là quay lưới. Quay lưới nó có rất là những cái mắt lưới khiến cho các chân các bé Hunter mình vướng vào đó và gây gãy chân, gãy tay hay là khớp gì đó, nên các bạn hạn chế nha. Thú vị thứ chín là Hunter là những người đào hang cực kỳ tốt. Thì Hunter rất là thích đào đất để mình trú ẩn, thậm chí là có thể đào sâu được xuống hơn 1 mét luôn, và có thể xây được những căn phòng trong ngôi nhà của các bé Hunter luôn. Thú vị thứ tám là Hunter mình không có thể lực tốt, mà các bé thường bị cận thị và mù màu, cho nên là cách tốt nhất để các bé tìm đường đó chính là dựa vào nguồn hương. Thì các bé Hunter mình có những cái tuyến hương mà khi các bé cọ sát vào các vật thể nó sẽ bám cái nguồn hương lại, và các bé Hunter mình sẽ dựa vào những cái nguồn hương đó và làm đường đi nè.
Thú vị thứ 10 đó chính là hamster mọc răng liên tục. Điều này nghe có vẻ hơi cái gì đó kinh dị đúng không? À, nếu như mà các bé mình mọc liên tục thì cái phần răng sẽ rất là dài. Nhưng mà chính vì mọc liên tục như vậy cho nên là chúng ta cần có những sản phẩm phù hợp để cho các bé mình mài răng. Thì ở cửa hàng thường sẽ bán những cái đá mài răng nè, rồi gỗ táo mài răng. Thì các bạn nên mua những cái đó theo hướng dẫn của người bán. Chứ đừng có mua đại cái đồ gì để cho bé mài. Những cái gì mà mềm á, thứ nhất là các bé có thể là sẽ bị nuốt phải luôn, rất là nguy hiểm. Thứ hai là chưa chắc gì những cái món đó nó đủ vệ sinh để mà các bé mình gặp. Cho nên là nếu như chọn để mà mài răng cho các bé thì nên ra cửa hàng chuyên dụng cho hamster nha. Thú vị thứ 11 là má hamster có thể kéo dài. Thì các bạn có thấy là phần má của hamster nó có thể phồng to như vậy nè, và các bạn có thể kéo ra luôn. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là các bạn hạn gì các bạn tự kéo ra nha. Mà ở đây có nghĩa là cái túi má của các bé rất là rộng và các bé có thể chứa đồ ăn rất là nhiều. Nhiều đến cái mức mà có thể phồng ra cái phần đầu nó to gấp 2-3 lần so với cơ thể. Và một điều thú vị đó chính là khi mà gặp vấn đề nguy hiểm á, thì các bé hamster mình có thể giấu cái bé con vào trong má luôn. Đó, các bạn có thấy là cái túi má nó rộng chưa? Thú vị thứ 12 là hamster bi, hay còn gọi là hamster sylvia, là một loài hamster mà rất là phổ biến để làm thú cưng. Thì ở Việt Nam mình thì thường người bán thường hay là tư vấn các bạn là nuôi hamster winter bởi vì sự dễ thương, nhưng mà mình cảm thấy là cái dòng bi á lại là một dòng rất là đáng yêu. Các bé có một cái sự tương tác với người rất tốt, có thể rất là dễ mồm hóa, và cái sự bụng bẩm á khiến cho mình cảm thấy rất là yêu thích. Thì đó là một số những cái thú vị mà mình trong quá trình nuôi mình cảm thấy được và mình muốn chia sẻ với mọi người, để mọi người có thể nhìn hamster ở một góc độ dễ thương đáng yêu khác để mà có thể gia tăng được cái sự yêu thích cũng như là cái tình yêu dành cho hamster. Hy vọng video này sẽ thật sự thú vị cho bạn. Nếu như bạn cảm thấy video này hay á thì nhớ bấm like kênh, like video và subscribe kênh để ủng hộ cho mình ra những video tiếp theo nha. Tạm biệt các bạn.